Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với những thông tin tiếp theo trong chuyên mục Làm cha mẹ. Có thể nói vào thời buổi này thì ai ai cũng sẽ lo lắng cho sức khỏe của con mình khi mà dịch COVID-19 đang bùng phát rất là nguy hiểm tại nước ta. Số ca mắc COVID-19 lây lan theo cấp số nhân và số địa phương phải cho trẻ nghỉ học cũng đang ngày một tăng hơn. Trong những ngày này thì những người làm cha mẹ ở Việt Nam thì vừa phải duy trì cái việc là đi làm và lại có một cái mối lo ngại khác ở nhà, đó chính là làm thế nào để có thể chăm sóc cho con em mình một cách tốt nhất. Vừa phải chăm sóc trẻ, vừa phải giúp cho trẻ có thể học online cùng với các thầy cô giáo ở nhà trường. Và có rất là nhiều người sẽ lựa chọn một cái giải pháp, đó là gửi con về quê để có thể tránh dịch. Tuy nhiên thì có người ủng hộ và có người cũng không ủng hộ vấn đề này. Không biết là với chị Hoài Anh, chị cũng đã có con rồi thì chị nghĩ sao về câu chuyện này? Bản thân Hoài Anh thì trước giờ vẫn luôn ở trong một cái quan điểm rất là đồng nhất. Có nghĩa rằng là mình ở đâu thì cứ ở luôn ở đó. Có lẽ là do bởi vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, là bởi vì mình có em bé nhưng mà mình cũng sống chung với ông bà. Cho nên rằng là trong gia đình thì tam đại đồng đường cùng sống chung, thì nếu như mình có đi làm thì ông bà có vất một tí nhưng ông bà vẫn có thể giúp mình, gọi là trong gia đình có người để hỗ trợ cho mình việc chăm sóc trẻ con. Nhưng mà rõ ràng rằng không phải gia đình nào cũng giống như gia đình mình. Cho nên mình nghĩ rằng là đó chỉ là đứng trên phương diện cá nhân mà thôi. Sao? Em thì em chưa có con để em chia sẻ, nhưng mà em thấy rằng là ví dụ như là đối với những anh chị nào mà làm ở trong môi trường báo chí thì mọi người còn có thể sắp xếp được thời gian, mặc dù là đi có thể là mọi người về muộn hơn nhưng mà đi làm cũng muộn hơn, thì hoặc là có cái thời gian nó khác với lại giờ hành chính thì hai vợ chồng có thể thay phiên nhau trông con được. Thế nhưng mà nếu như mà làm giờ cả hai vợ chồng đều làm theo giờ hành chính, tức là sáng 8 giờ phải có mặt ở cơ quan và chiều 5 giờ mới về, thì quả thật là nếu như không có ông bà hoặc là không gửi con cho ông bà thì rất khó để làm thế nào mà vừa đảm bảo được việc là trông con mà vừa đảm bảo đi làm. Đúng là như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái vấn đề khác ở cái câu chuyện là nếu như chúng ta gửi con về quê cho ông bà trông, một phần thì chúng ta cũng cảm thấy yên tâm là ở quê thì có ông bà rồi này, nhưng mà câu chuyện học hành của con thì sao? Có rất là nhiều bố mẹ trong cái thời điểm giãn cách xã hội trước thì cũng đã phàn nàn về việc là khi mà gửi con về quê thì ở quê ông bà không có mạng hay là không có những cái thiết bị cần thiết để con có thể học online, thế là coi như là con chấp nhận là sẽ mất đi cái lượng kiến thức mà các thầy cô đang dạy các bạn vào thời điểm đó. Hay là chúng ta cũng biết rằng là sắp đến mùa hè rồi và ở nhà quê, ở các cái địa phương khác chẳng hạn, thì sẽ có rất là nhiều hồ ao, nếu như mà trẻ đi chơi hay là không cẩn thận, ông bà không có thời gian để có thể để ý hết, thì cũng lại có những cái câu chuyện liên quan đến đuối nước mà năm nào vào cái mùa hè chúng ta cũng nhắc đến. Mà không chỉ là vấn đề đấy nữa đâu, mà việc mà chúng ta di chuyển đi lại giữa các vùng trong cái thời điểm dịch bệnh COVID-19 nó không chỉ ở một nơi như thế này mà nó xuất hiện rất nhiều các địa phương khác, thì em nghĩ rằng cũng không an toàn. Bởi vì chỉ cần một người bị thôi, sau đó thì đi di chuyển ra rất là nhiều những cái địa phương khác thì cũng sẽ có việc có một cái tình trạng, đó là chúng ta sẽ lây lan cho những người khác. Mà chúng ta biết rồi, virus biến thể mới thì có cái độc lực và cái lây lan nhanh hơn với lại chủng virus SARS-CoV-2 chúng ta tìm được ở đầu năm 2019. Và cái điều này thì cũng khiến cho việc phòng chống dịch của các ngành chức năng trở nên khó khăn hơn rất là nhiều nữa. Dạ, và cũng chính vì như vậy cho nên là khi mà ở cái đợt dịch lần thứ nhất á, thì có lẽ rằng là mọi người ở trong cái thế bị động nhiều hơn. Cho nên là lúc đó là chúng ta thấy là cái sự hoang mang và lo lắng, rồi cái sự xáo trộn trong cái đời sống, rồi kể cả là tâm lý của những người làm cha làm mẹ, của các bậc phụ huynh và kể cả ông bà ở quê cũng rất là sốt ruột, rồi cũng phải điện thoại lên ở những cái nơi mà gọi là đang có những cái điểm bùng dịch ở các cái thành phố lớn như là Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh, hay là ở đợt thứ hai thì là ở Đà Nẵng. Chúng ta vẫn đâu đó vẫn bị động, nhưng có lẽ rằng là cho đến giờ phút này thì mọi người cũng đã dần chủ động hơn trong cái việc của mình, có nghĩa rằng là đã chuẩn bị sẵn cho mình cái kịch bản rồi. Và nếu như mà thực sự là bị rơi vào cái tình huống là bị buộc phải nghỉ dịch một lần nữa, bùng dịch một lần nữa thì sẽ phải như thế nào, thì Hoài Anh cũng thấy rằng là có những trường hợp cũng có những người đồng nghiệp cũng đã ngay lập tức mang con về gửi, nhưng mà gửi là gửi ở thành phố lớn, có thể rằng là từ Hà Nội gửi về Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là từ Thành phố Hồ Chí Minh lại gửi ngược ra Hà Nội, nhưng mà ở đó là có những người giống như là cái điều mà Quỳnh đã chia sẻ, Hoài Anh thấy rất là hợp lý. Có nghĩa rằng là vẫn là những nơi vừa có người chăm sóc các con được, bố mẹ có thể yên tâm được bởi vì giao cho những người tin tưởng, và bên cạnh đó là cái điều kiện cơ sở vật chất, rồi những cái trang thiết bị hoặc là cái đường truyền nó vẫn đảm bảo để cho con trẻ có thể tham gia vào những cái lớp học trực tuyến. Và cái câu chuyện học tập thì chúng ta vẫn nói là nó cũng sẽ được đặt lên hàng đầu, và trong cái thời buổi COVID-19 như hiện nay thì câu chuyện học online là một vấn đề mà chúng ta cũng đã chia sẻ rất là nhiều trước đây rồi. Nhưng mà khi mà có những cái sự kiện như thế này xảy ra thì đương nhiên chúng ta cũng dần dần phải cập nhật những cái thông tin, hay là chúng ta cũng dần phải quen với việc là con em mình cũng sẽ phải có những cái lớp học online như vậy. Thì cái câu chuyện là gửi về quê tránh dịch nó có phù hợp hay không thì lúc đó thực sự là nó cũng sẽ phải xem xét vào hoàn cảnh của từng gia đình, về cái điều kiện
tiện. Tuy nhiên thì bất cứ là đi đâu đi chăng nữa, dù ở nhà hay là chúng ta có gửi con về quê, thì cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải thực hiện tốt đó chính là 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Chúng ta cũng phải nhắc nhở con em mình trong câu chuyện là đeo khẩu trang khi mà đi ra ngoài này, hay là sát khuẩn tay thường xuyên, rồi nhà cửa thì sẽ phải luôn luôn giữ sạch để giúp cho chúng ta có một cái môi trường sống tốt nhất và tránh gặp phải tình trạng là những người trong gia đình của chúng ta có thể bị lây COVID-19 từ những người khác. Vâng ạ, và cùng với đó thì quý vị và các bạn cũng cần lưu ý, mặc dù là con của mình ở đâu thì chúng ta cũng cần phải phổ cập những cái kiến thức để cho trẻ có được những cái kỹ năng để tự bảo vệ bản thân mình. Có thể như là đầu tiên là 5K thì chúng ta biết được rằng là trẻ cũng phải biết là phải đeo khẩu trang như thế nào cho đúng cách, rồi là chúng ta cũng phải đối với những trường hợp trẻ nhỏ, thường mà những trẻ gặp phải những cái vấn đề như là hô hấp này, bệnh lý dẫn đến việc không thể đeo khẩu trang, thì người thân xung quanh cần tuân thủ việc đeo khẩu trang không chỉ cho trẻ mà cho cả bản thân mình nữa. Cùng với đó thì chúng ta cũng cần phải chấp hành các biện pháp cách ly như là rửa tay này, giãn cách xã hội này, hoặc là mang khẩu trang tại nơi công cộng, đồng thời nên cho trẻ hạn chế tiếp xúc và tập trung nơi đông người. Còn về vấn đề vệ sinh thì các bậc phụ huynh cũng cần chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ, như là rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng, hoặc là dung dịch sát khuẩn ít nhất là 20 giây, súc miệng, súc họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi miệng để phòng lây bệnh, hạn chế tiếp xúc đông người. Cha mẹ và gia đình cũng cần hạn chế để trẻ tiếp xúc nơi đông người, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với người có dấu hiệu bị bệnh viêm đường hô hấp cấp như là sốt, ho, khó thở. Trong trường hợp phải đi đến các nơi tập trung đông thì chú ý các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vâng, và còn đối với những trẻ còn nhỏ, nếu như mà trẻ chưa chịu đeo khẩu trang thì chúng ta cũng cần phải nhắc trẻ để có thể là che miệng này và che mũi khi mà trẻ muốn ho hoặc là hắt hơi, để giảm cái việc là phát tán đi dịch tiết ở đường hô hấp, cũng như là chúng ta cũng cần phải nhắc nhở trẻ là không khạc nhổ ở nơi công cộng, tăng cường không khí ở những cái khu vực trong nhà bằng việc là chúng ta phải mở cửa sổ thoáng và có thể là lau dọn nhà sạch sẽ, không cần phải bằng chloramin B nhưng mà có lẽ là bằng những cái chất tẩy rửa thường có trong gia đình thì cũng sẽ tốt hơn cho cái môi trường sống xung quanh chúng ta. Và khi trẻ có những triệu chứng sốt, ho, khó thở thì gia đình cũng cần phải thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các cái triệu chứng kể trên, và đồng thời thì thông tin về các triệu chứng cũng như là lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng. Và cuối cùng thì các cha mẹ cũng cần phải có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý cho con em của mình. Và chính vì vậy mà một lần nữa chúng ta quay trở về với cái thời điểm tình hình dịch COVID-19 hiện nay của chúng ta đang có rất là nhiều những cái diễn biến rất là phức tạp, và cũng có rất là nhiều những cái nguồn lây mà chúng ta vẫn đang còn phải truy vết. Và chính vì vậy thì đừng để cho bản thân của chúng ta chỉ vì đôi khi những cái khó khăn của chính bản thân mình hoặc là gia đình mình mà vô tình trở thành nguồn lây, hoặc vô tình lại trở thành nguồn F1 hay là F2, thì lúc đó rõ ràng rằng khó khăn sẽ chồng thêm khó khăn, không chỉ cho mình mà còn cho các lực lượng chức năng trong công tác truy vết và trong cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Chính vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là ở thời điểm như thế này thì chúng ta nên cùng với gia đình của mình trao đổi những cái biện pháp nào để hợp lý nhất, và tốt nhất thì ở đâu chúng ta vẫn nên ở đó để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho cộng đồng xã hội.